Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Sau đây sẽ là bản tin COVID được phát sóng 20 giờ hàng ngày. Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là tiểu mục nhật ký COVID-19 được phát sóng lúc 20 giờ hàng ngày của truyền hình Thông tấn. Đến nay đã hơn 20 ngày cả nước không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, song trên thế giới tình hình dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Mở đầu tiểu mục ngày hôm nay như thường lệ sẽ là những thông tin tổng hợp về tình hình dịch COVID-19 trong 24 giờ qua. Sáng nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương đã công bố khỏi bệnh và trao giấy xuất viện cho bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng được điều trị tại địa phương. Sau khi xuất viện, bệnh nhân sẽ tiếp tục tự cách ly tại nhà trong 21 ngày dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và tiếp tục được xét nghiệm theo đúng quy định. Cũng trong hôm nay, tỉnh Cao Bằng đã triển khai tiêm phòng những mũi vaccine ngừa COVID đầu tiên cho những đối tượng thuộc diện ưu tiên là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, đó là 250 cán bộ y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong đợt đầu tiên, tỉnh Cao Bằng được phân bổ 5.600 liều vaccine AstraZeneca. Dù dịch COVID-19 ở nước ta hiện nay đã được kiểm soát tốt, nhiều đợt bùng phát dịch đã được ngăn chặn kịp thời, nhưng Bộ trưởng Y tế cảnh báo nguy cơ COVID-19 tái bùng phát tại Việt Nam là rất lớn trong bối cảnh dịch bùng phát mạnh tại các nước láng giềng và thế giới. Tại hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống COVID-19 với 63 tỉnh thành sáng nay, ngành y tế cũng đã yêu cầu phải kiểm soát chặt đường biên và người nhập cảnh do dịch ở nước ngoài vẫn đang diễn biến phức tạp trong khi nước ta vẫn thường xuyên tổ chức các chuyến bay giải cứu. Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đặc biệt là đối với các tỉnh có biên giới với Campuchia, hết sức lưu ý, cần tăng cường kiểm soát đường biên giới. Đối với lại những cái tỉnh mà có đường biên giới, đường bộ, đường hàng không, hoặc là đối với lại Kiên Giang thì chúng ta có cái biên giới đường biển, thì phải nói rằng là cái việc nhập cảnh trái phép qua đường biển trong thời gian vừa qua thì cũng diễn biến hết sức là phức tạp và cũng rất là khó kiểm soát. Chúng tôi cũng đề nghị là tiếp tục siết chặt cái việc kiểm soát tại những cái đường biên như này. Tôi đề nghị là đối với tất cả các địa phương, khi phát hiện có những cái người mà về nhập cảnh về thì lập tức báo cho chính quyền địa phương, báo ngay cho các cơ quan chức năng để có thể thực hiện cái việc mà cách ly ngay đối trường hợp này. Và ban chỉ đạo cũng đã có cái chỉ đạo là phải xử lý nghiêm những cái trường hợp mà nhập cảnh trái phép để làm sao chúng ta giữ vững cái này. Trước diễn biến phức tạp của dịch, Bộ Y tế đề nghị các địa phương phải chuẩn bị kịch bản trong tình huống có dịch, nâng cấp cơ sở xét nghiệm để đáp ứng tình hình lấy mẫu xét nghiệm, chuẩn bị cho cách ly trên diện rộng, chuẩn bị hậu cần, chuẩn bị cho công tác điều trị. Với các cơ sở y tế, tiếp tục thực hiện khai báo y tế thông qua QR code và sổ sức khỏe điện tử. Đối với công tác tiêm chủng, đề nghị các địa phương tổ chức tiêm theo đúng tinh thần nghị quyết 21 của Chính phủ, yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm nhanh chóng, địa phương nào không tiêm sẽ thu hồi vaccine và thông báo rộng rãi. Sau hai chiến dịch kích cầu sâu rộng vào năm ngoái, đã có 56 triệu lượt khách nội địa đi du lịch. Năm nay, con số này được kỳ vọng đạt 80 triệu lượt khách. Chưa bao giờ kích cầu du lịch nội địa được ngành du lịch quan tâm tháo gỡ nhiều như vào thời điểm này. Với quyết tâm từ trung ương đến địa phương, du lịch nội địa kỳ vọng phát triển đột phá vào hè tới. Từ tháng 3 đến nay, khu du lịch Thung Nham, Ninh Bình luôn đông khách, kín phòng nghỉ dịp cuối tuần. Trong tuần thì lượng khách đến tham quan điểm du lịch này cũng đạt đà tăng trưởng vào năm 2019 khi chưa có dịch COVID-19. Đây là lần đầu tiên mình đến Ninh Bình thì mình thấy là khu du lịch ở đây là rất là đẹp và càng đi thì mình lại càng thấy là quê hương Việt Nam của mình càng đẹp. Thung Nham chắc chắn là địa danh tôi yêu thích nhất khi đến Ninh Bình. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè quốc tế nơi này khi họ đến Ninh Bình, đặc biệt là vườn chim này. Đây là một trong những điểm du lịch độc đáo nhất tại Việt Nam. Vừa qua, Hội đồng Tư vấn Du lịch đã tiến hành cuộc khảo sát trực tuyến về nhu cầu đi du lịch của người Việt Nam. Kết quả là trên 80% du khách đã sẵn sàng du lịch. Theo thống kê của nhiều công ty du lịch lớn, đợt lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tới đây thì công suất khách đặt tour đã lên đến 50-60%. Các tour du lịch ngắn ngày vẫn chiếm ưu thế. Tình hình chung thì tôi thấy cái lượng khách đăng ký lại tour rất là nhiều, đặc biệt dịp 30 tháng 4 và dịp hè. Thì bây giờ cái lượng tiền để đổ vào đặt các booking vé đường xa cũng như là đặt cọc các dịch vụ thì rất là tốt.
Và đặc biệt nữa là các cái thị trường mà đối với cái thị trường mà khách du lịch nội địa thì hiện nay đang có những cái dấu hiệu nó rất là tích cực. Hiện nay cái nhu cầu khách nội địa đang rất là cao và đang rất cần đi. Theo như chúng tôi nhận định thì 30 tháng 4 này không phải là riêng điểm du lịch của chúng tôi mà tất cả các điểm du lịch trên toàn quốc là sẽ đón một lượng khách rất là lớn, có thể tăng đột biến. Sau đợt dịch đầu năm này, các địa phương doanh nghiệp đã chủ động kích hoạt trở lại hoạt động du lịch trên toàn quốc. Những liên minh kích cầu đã được hình thành, trước mắt là những sản phẩm du lịch kết nối Ninh Bình, địa phương đăng cai năm du lịch quốc gia với những trung tâm du lịch lớn trong cả nước. Các chuyên gia nhận định nếu tình hình dịch ổn định, chắc chắn du lịch nội địa sẽ phục hồi vào hè tới. Thưa quý vị, Campuchia đến nay ghi nhận hơn 4.300 ca nhiễm COVID-19, trong đó tăng đột biến trong 5 ngày vừa qua với gần 2.000 ca. Từ ngày 15 tháng 4, thủ đô Phnom Penh và thị xã Tak Mau bị phong tỏa trong 14 ngày để ngăn chặn dịch. Điều này khiến cuộc sống những người Việt Nam tại Campuchia tương đối chật vật. Đa số họ sinh sống bằng nghề buôn bán nhỏ, công nhân xây dựng, kinh doanh hàng ăn uống. Cuộc sống vốn đã bấp bênh, giờ đây mưu sinh càng thêm khó khăn bởi các quy định giãn cách xã hội và lệnh giới nghiêm phòng chống dịch COVID-19. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Campuchia. Lĩnh vực xây dựng được coi là bùng nổ tại Campuchia, thu hút đông đảo lực lượng lao động từ năm 2015 đến năm 2019. Giờ đây, sa sút nặng nề, hầu như không còn công trình xây dựng mới nào. Ở thời kỳ sôi động nhất, một đơn vị xây dựng có thể tạo công ăn việc làm cho khoảng 300 lao động, cả người gốc Việt lẫn người Campuchia. Nhưng giờ đây, quy mô đơn vị chỉ còn duy trì vài chục lao động. Chúng tôi có hơn 5 năm gắn bó với công tác của ngành xây dựng, nhưng hơn một năm trở lại đây, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID, và chúng tôi nhận thấy rằng cái tình dịch bệnh còn ảnh hưởng khá dài nữa, cho nên chúng tôi buộc phải chuyển đổi mô hình kinh doanh từ công việc của xây dựng, chúng tôi sang làm sân vườn, cung cấp trà và các loại cây cảnh cho khối văn phòng. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng chúng tôi sẽ thích nghi được với tình hình khó khăn của dịch bệnh và công việc sẽ được phát triển nhiều hơn trong tương lai. Kinh doanh nhà hàng kết hợp với những tour du lịch, lữ hành, phát huy thế mạnh về ẩm thực Việt, lâu nay vẫn là sở trường của nhiều bà con kiều bào. Nhưng hoạt động dịch vụ này giờ quá ế ẩm. Việc duy trì kinh doanh cầm chừng với nhiều người giờ cũng là hết sức khó khăn. Từ cái ngày 20 tháng 2, cái sự kiện mà lây nhiễm cộng đồng của COVID-19, thì cái việc kinh doanh của quán là giảm sút rất là nhiều, giảm phải đến 70%. Thì cái số lượng nhân viên ở đây cũng phải là cho nghỉ một nửa. Và từ đó chúng tôi phải chuyển cái mô hình từ bán hàng tại chỗ đến bán hàng online. Và bán hàng online cho tất cả, ship tận nơi cho tất cả các doanh nghiệp, rồi các khách hàng có nhu cầu đến các món ăn món uống của Việt Nam mình. Từ đêm 14 tháng 4, chính phủ Campuchia quyết định đặt thủ đô Phnom Penh trong tình trạng phong tỏa và giãn cách xã hội trong vòng 2 tuần. Trước đó, hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu bao gồm lương thực, thực phẩm và vật tư y tế phòng dịch đã được khẩn cấp chuyển tới cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia đang gặp nhiều khó khăn do đợt bùng phát dịch COVID-19 từ giữa tháng 2 tới nay. Việc mưu sinh kinh doanh của không ít bà con gốc Việt sẽ lại bị xáo trộn, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn và họ buộc phải thích ứng với trạng thái bình thường mới. Trần Long, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Campuchia. Dịch bệnh đã khiến mọi thứ thực sự khó khăn và nghiệt ngã. Đã có rất nhiều hình ảnh khắc họa chân thực những khoảnh khắc trong đại dịch toàn cầu, phản ánh sự tổn thương, mất mát và chia cắt. Nhưng cũng có những niềm tin hy vọng trong những thời điểm khó khăn nhất của dịch bệnh. Mới đây, bức ảnh cụ bà ôm y tá ở Viện Dưỡng Lão Brazil sau nhiều tháng bị cách ly vì COVID-19 của nhiếp ảnh gia Đan Mạch Mads Nissen đã giành giải ảnh báo chí thế giới. Bức ảnh đoạt giải này có tên Chiếc ôm đầu tiên. Bức ảnh Chiếc ôm đầu tiên ghi lại cảnh tượng bà Rosa Luisa Runadi, 85 tuổi, đang ôm một nữ y tá sau khi bà bị cách ly 5 tháng trong viện dưỡng lão ở Sao Paulo. Ngăn cách giữa hai người là tấm ngăn bằng vải nhựa nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm. Được chụp vào tháng 8 năm 2020, bức ảnh xuất hiện lần đầu tiên trên nhật báo Politiken của Đan Mạch, nơi nhiếp ảnh gia Nissen làm việc. Ban giám khảo cuộc thi đánh giá hình ảnh mang tính biểu tượng về COVID-19 này đánh dấu khoảnh khắc phi thường nhất trong cuộc đời chúng ta ở mọi nơi. Bức ảnh cho thấy sự tổn thương, mất mát và chia cắt, nhưng nếu nhìn đủ lâu vào bức ảnh, bạn sẽ thấy đôi cánh, biểu tượng của vút bay và hy vọng. Ngoài đoạt giải hạng mục chính của cuộc thi, Chiếc ôm đầu tiên còn thắng ở hạng mục ảnh đơn tin tổng hợp.
Hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin COVID-19 ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào 20 giờ tối mai. Trong chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Tại hội nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết kết quả công tác chuẩn bị cho hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Theo đó, từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 13 tháng 4, các xã phường thị trấn nơi có người ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú và các cơ quan tổ chức đơn vị nơi có người tự ứng cử công tác hoặc làm việc đã tiến hành tổ chức lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri. Trong tổng số 72 người ứng cử đại biểu Quốc hội, có 21 người nộp đơn xin rút, 11 người có tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đạt dưới 50%, một người bị cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội bắt. Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành hiệp thương 39 người để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội. Thông qua hình thức biểu quyết giơ tay, hội nghị thống nhất danh sách 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Chiều nay tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên Tisco. Hầu hết các bị cáo đều thừa nhận đã thực hiện hành vi như cáo trạng đã truy tố, đồng thời xin hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo và được miễn trách nhiệm hình sự. Bị cáo Lê Phú Hưng, nguyên thành viên hội đồng quản trị VNS, mong hội đồng xét xử xem xét mức độ vai trò của bị cáo cũng như bối cảnh khách quan, vị trí đặc thù công việc của bị cáo ở thành phố Hồ Chí Minh khi bị cáo không được phân công phụ trách dự án, không tham gia dự án. Các bị cáo Hoàng Ngọc Diệp, Đỗ Xuân Hòa đều thừa nhận hành vi như cáo trạng đã nêu. Tuy nhiên, các bị cáo bày tỏ mong hội đồng xét xử đánh giá hoàn cảnh, nguyên nhân, bối cảnh và động cơ của các bị cáo tại thời điểm dự án rơi vào tình trạng khó khăn cần tháo gỡ. Các bị cáo đều xin được hưởng mức án thấp nhất để có cơ hội sửa chữa. Sáng mai, phiên tòa tiếp tục với phần đối đáp của đại diện Viện Kiểm sát với các luật sư. Chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4. Vào sáng nay, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2021 với chuỗi các hoạt động khuyến đọc dành cho đông đảo công chúng. Chủ đề của Ngày hội sách năm nay là sách Sứ mệnh phát triển văn hóa đọc với ý nghĩa tôn vinh các tác giả, tác phẩm và nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của sách trong việc xây dựng một xã hội tri thức. Ngay trong ngày khai mạc, Ngày hội đã diễn ra các tọa đàm giới thiệu sách của một số nhà xuất bản, tọa đàm hướng dẫn cha mẹ cách nuôi dưỡng tình yêu đọc sách cho thanh thiếu niên, triển lãm sách đạt giải thưởng sách quốc gia 2020. Trong các ngày tiếp theo sẽ tiếp tục diễn ra các hoạt động dành cho độc giả, đặc biệt là lứa tuổi thiếu nhi và mầm non như thi vẽ tranh theo sách, khám phá thư viện số. Các gian hàng sách trong khuôn khổ ngày hội sẽ giới thiệu những tên sách có nội dung phong phú và giá bán ưu đãi. Ngày hội sách 2021 sẽ diễn ra từ nay đến ngày 5 tháng 5 tại Thư viện Quốc gia số 31 phố Tràng Thi, Hà Nội. Ngày hôm nay 16 tháng 4, Đoàn Cơ sở Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên và Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Gia Lai đã tổ chức lễ trao tặng tủ sách Đinh Hữu Dư cho 4 điểm trường tiểu học khó khăn của huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Các điểm trường gồm điểm trường Thôn Ia Díp, xã Chư Dơ Răng, Chư Rú và Puchin, xã Ia Rờ Sai và trường tiểu học xã Đất Bằng, huyện Krông Pa. Với hơn 3.500 cuốn sách kỹ năng, sách khoa học, văn học, truyện, báo, thiếu nhi cùng các thiết bị thư viện thiết yếu như giá sách, bản đọc, quạt cây được quyên góp từ cán bộ viên chức, đoàn viên, thông tấn xã Việt Nam, các tổ chức cá nhân hảo tâm cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà xuất bản uy tín. Chương trình đã góp phần giúp các thầy, cô giáo và hơn 1.000 học sinh người đồng bào Dorai tại các điểm trường khó khăn này nâng cao chất lượng dạy và học. Tủ sách Đinh Hữu Dư là chương trình thiện nguyện mang tên nhà báo trẻ Đinh Hữu Dư, phóng viên thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Yên Bái, người đã bị lũ cuốn trôi khi đang tác nghiệp trong mưa lũ hồi tháng 10 năm 2017. Anh ra đi khi vẫn chưa hoàn thành dự định góp tặng tủ sách cho các em nhỏ vùng cao của xã Chế Tạo, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Tinh thần ấy, công việc giang dở ấy của anh đang được Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam cùng các nhà hảo tâm tiếp tục thực hiện.